còn tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác cũng liên quan đến dịch bệnh covid-19. trong thời gian vừa qua thì theo một con số được công bố, lượng tiêu thụ thuốc kháng sinh trên toàn cầu ở người cũng đã tăng lên trong hai thập kỷ qua, chủ yếu là do việc sử dụng kháng sinh ngày càng tăng ở các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Thuốc kháng sinh là một cái mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của con người và đáng nói là dịch covid-19 đã khiến cho tình trạng lạm dụng kháng sinh cũng trở nên trầm trọng hơn. chính xác là như vậy và đây cũng chính là nội dung đã được đưa ra tại lễ phát động chiến dịch kêu gọi sự sử dụng kháng sinh có trách nhiệm tại Việt Nam vừa được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới à WHO và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc FAO tổ chức. Năm nay thì tuần lễ nâng cao nhận thức về việc kháng kháng sinh toàn cầu sẽ diễn ra từ ngày 18 cho đến 24 tháng 11. Các chuyên gia cho biết việc dùng kháng sinh cho bệnh COVID-19 là không hợp lý bởi COVID là bệnh do virus còn kháng sinh là để điều trị bệnh do vi khuẩn. Do đó kháng sinh hầu như không có tác dụng gì với virus SARS-CoV-2. Cho nên chỉ dùng khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn tức là khi phải có đánh giá của nhân viên y tế việc sử dụng kháng sinh khi không có chỉ định sẽ có thể dẫn đến tình trạng đề kháng kháng sinh sau này cho chính người đó và cho cả cộng đồng không chỉ trong y tế trong sinh hoạt kháng sinh cũng cần được sử dụng đúng trong nông nghiệp để duy trì sức khỏe phúc lợi và năng suất cây trồng vật nuôi thuốc kháng sinh là một trong những phát minh quan trọng nhất của nhân loại chúng cho phép chúng ta sống sót sau những đợt nhiễm trùng do vi khuẩn nghiêm trọng gây ra tuy nhiên nếu chúng ta tiếp tục lạm dụng dùng không đúng cách chúng ta có thể quay trở lại thời kỳ như một thế kỷ trước chịu sự tác động của các mầm bệnh và không thể sống sót ngay cả khi bị nhiễm trùng thông thường